Anh chàng này dù đang là thành viên của hội người khuyết tật, nhưng vẫn lao vào luyện tập bất kể ngày đêm. Chân thậm thọt thì anh đu dây luyện thêm đấm bốc, tới khi bình phục lại đẩy đá vá tường. Tu thành người quả, anh ấy liền lên đường tới một nhà tù vô cùng nguy hiểm, để đối mặt với tên tội phạm khét tiếng nhất hành tinh. Một mình anh không đàn em thằng nào chấp hết, Tả Xuân Hữu đột hạ tất cả những đứa dám cản đường. Quả bom xăng nổ ngay trước mặt khiến người anh bốc cháy, vậy nhưng nhiêu đó chỉ đủ làm máu chó nổi lên. Anh lừng lững bước đi tung ra hàng loạt cú đấm vỡ alo kẻ địch. Cầm quả tạ tay anh bước qua rào thép, đập một thằng rụng hết cả răng giải cứu cho cô gái. Thế nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của nhiệm vụ, bởi có cả một đội quân toàn vũ khí hạng nặng truy sát trên đường rút lui. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liệu anh ấy có thành công trốn thoát và bảo toàn tính mạng? Thì mời mọi người đến với siêu phẩm 2023, nhiệm vụ giải cứu 2 nha. Tyler là một lính đánh thuê chuyên nghiệp, vừa thực hiện thành công nhiệm vụ giải cứu một cậu bé. Tuy nhiên anh ấy bị bắn trúng cổ rồi lao tổ nó đầu xuống sông. Tưởng là đã được nghỉ ngơi, ai ngờ đạo diễn dựng cổ dậy, cho anh ấy trôi vào bờ để đội cứu hộ kịp thời phát hiện ra. Bác sĩ bảo ca này khó, khuyên người nhà nên nghĩ đến trường hợp rút bình thở oxy. Tuy nhiên Nick không muốn để Tyler ra đi như thế, vậy thì sẽ thật bất công với anh, ưng hoàng phúc xét. Nick đã quyết tâm điều trị cho Tyler dù cơ hội để anh tỉnh lại là rất thấp. Hàng ngày hàng giờ cô vẫn luôn ở bên chăm sóc Tyler, giúp anh cạo râu cắt móng tay để tránh việc biến thành người rừng. Và rồi những nỗ lực ấy đã được đền đáp. Sau một thời gian dài sống thực vật, Tyler đã mở mắt, kiểm tra sơ bộ thấy mọi thứ ổn áp. Bác sĩ liền cho Tyler tiến hành liệu trình phục hồi chức năng. Anh cảm thấy hơi căng nhưng cũng gắng sức, mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhấc từng bước chân. Cùng lúc đó tại Georgia, dù giáp đang cho dê ăn thì người chú đến báo tin dữ, bản án của em trai đã tăng thêm 10 năm nữa. Dù giáp hoang mang bởi anh biết nhà tù đó vô cùng nguy hiểm, các phạm nhân ngày nào cũng tát nhau đùa mua vui. Là người có số má trong cả giới đỏ và đen, dù giáp ngay lập tức hẹn thống đốc bang tới nhà chất vấn. Dù anh ta nói rằng mình bị chính phủ Mỹ gây sức ép nên mới phải ký lệnh tăng án, nhưng dù giáp không nghe trình bày, cầm cây đinh ba đâm xuyên cổ giết chết thống đốc, chôn luôn tại cái hố đang cho người đào. Anh ấy lạnh lùng quay đi với ánh mắt đầy kiên định, phải giải cứu em trai bằng bất cứ giá nào. Trở lại với Tyler, anh được chị em Nick đón ra khỏi viện đưa tới một vùng quê nước Áo. Căn nhà gỗ ẩn sâu trong rừng rất thích hợp để anh ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nick đưa cho Tyler một chiếc hộp đựng kỷ vật của anh tại ngôi nhà cũ, cô còn chu đáo khi mang con cửa hó tới sống cùng chủ nhân. Vậy là từ đó Tyler một người một chó sống ung dung tự tại, sáng câu cá dưới hồ băng, trưa về xem đá bóng, chiều đến lặng người ngắm lại kỷ vật xưa. Buồn chán quá, Tyler lại vào phố mua mấy con gà, mang về nhà kết bạn ngồi cùng xem show truyền hình thực tế. Nhờ sự ảnh hưởng của anh trai mà David được sống cùng gia đình trong tù, nhưng vợ anh ấy lại không hài lòng vì cho rằng đó là hình phạt với đám trẻ. Chồng gây tội thế méo nào lại kéo cả vợ con vào xà lim, cả tháng rời không thấy ánh mặt trời. David nghe vậy liền nổi giận tát cho vợ một cái, phàn nàn nữa là bố mày sẽ một mình nuôi con. Kate Evan bất lực ôm mặt khóc tức tưởi, Sandro liền dậy khỏi giường tới động viên mẹ, cậu ấy vô cùng hiểu chuyện nên Kate Evan cảm thấy được an ủi phần nào. Trở lại căn nhà gỗ, Tyler có một vị khách không mời ghé thăm, thân làm khách mà anh da đen ngồi vắt chân buông lời cả khịa, Tyler bực mình rút súng bắn thủng luôn cái cốc dằn mặt. Anh da đen đến thuyết phục Tyler tham gia một phi vụ, ban đầu Tyler từ chối, nhưng nó có liên quan đến vợ cũ nên cũng bình tĩnh nghe trình bày. Thì ra Kate Evan lại là em gái của Mia, người hiện tại đang bị chồng nhốt ở tù cùng hai đứa con. Là thành viên cầm đầu của tổ chức hội người Nagari nên David và Zuzap vô cùng nguy hiểm. Từ khi còn nhỏ anh em họ đã bỏ xứ vì cuộc nội chiến, đến nơi đất khách quê người sống cảnh đầu đường xó chợ. Dưới sự bảo hộ của ông chú, cả hai bắt đầu tham gia những hoạt động phạm pháp, từ vận chuyển ma túy đến buôn bán vũ khí nhỏ lẻ thô sơ. Do giàu trí tưởng bởi nên bọn chúng tin mình là chiến binh được Chúa lựa chọn. Sau nhiều năm trở lại Georgia, chúng đã thành lập tổ chức với lòng tin kiểu giáo phái, tạo nên đế chế vũ khí và bột mì trị giá tỷ đô, thao túng tất cả chính trị gia gần như nắm quyền điều hành đất nước trong tay. Nếu không có người Mỹ can thiệp, chắc chắn David đã được thả tự do. Nhiệm vụ của Tyler lần này sẽ là giải cứu ba mẹ con Kate Evan, thời gian tiến hành được định trước 6 tuần nữa. Tyler ngay lập tức gọi điện cho Nick thông báo về phi vụ. Cô ấy rất không hài lòng vì trước giờ bản thân mới là người chốt kèo, kiểu méo gì vừa thoát chết Tyler đã đưa mình vào thế. Sau hôm đó, Tyler bắt đầu lao vào luyện tập mặc cho chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Ngày nào anh cũng hít đất 69 cái rồi lại đu dây 96 lần. Bổ củi chán thì cho đá lên xe đẩy đi trên tuyết, trời lạnh cóng nhưng vẫn phải đổ mồ hôi. Tyler cũng không quên trau dồi kỹ năng chiến đấu, anh đấm bao cát đến rát cả tay để lấy lại cảm giác khi xưa. Thời gian trôi nhanh như cái cách con người ta tụt quần hành sự, cả đội lên đường tiến tới nhà tù ở Georgia. Họ mua chuộc một quản ngục làm nội gián, ông ấy tắt hệ thống an ninh và đánh dấu dẫn đường cho Tyler đến phòng giam. Kate Evan vội vàng đánh thức hai con dậy, trấn an bọn trẻ bác dâu quai nón này sẽ đưa mình rời khỏi đây. Sandro nhìn mặt Tyler không tín lắm có vẻ nghi ngờ, nhưng tình thế bắt buộc nên cũng đành vật vờ mà theo.
Các tù nhân nhìn thấy liền la hét ầm ĩ. Quản ngục phát hiện có kẻ xâm nhập ngay lập tức bật báo động đỏ, đóng tất cả các cửa ra vào và hạ lệnh xuất quân. Tình thế nguy cấp buộc lòng Tyler phải đưa ba mẹ con tới xưởng may, nơi mà các phạm nhân đang làm việc nên đông như kiến. Vài tên quá khích lao đến cướp súng, Tyler buộc lòng phải động thủ đồng thời bắn chết một đứa làm gương. Sau đó anh cài bom phá cửa tìm đường chuột rút. Theo chỉ dẫn của IAZ, Tyler đã thành công đưa ba mẹ con Kate Evans tới lối thoát hiểm. Tuy nhiên anh chưa kịp ra ngoài thì đã bị Adverb It bất ngờ xuất hiện tấn công. Kate Evans nhảy lên kẹp cổ thằng chồng đều nhưng nhanh chóng bị đánh ngã. Tyler lợi dụng lúc tiếp cận đối phương. Cuộc giao tranh xảy ra vô cùng gay cấn, người 8 lạng kẻ 9,5 cân nên khó phân thắng bại. Trong lúc bị quật ngã, David với tay định lấy khẩu súng, Tyler rất nhanh vùng dậy dùng chân đá nó ra xa. Ai có ngờ David lại chơi bẩn dùng đá, đập vào trán Tyler khiến anh ấy xây sẩm mặt mày. May mắn thay Tyler lách người né được, anh bẻ ngón tay rồi tặng đối phương một dao vào cổ. Kate Evans cầm cái sảnh đập giữa mặt thằng chồng tiễn anh ta xuống suối vàng. Bên trên Nick liên tục hối thúc cả hai thoát ra ngoài, nhưng đám phạm nhân đã đuổi tới nên Tyler buộc phải di chuyển sang địa điểm khác. Anh dẫn theo Kate Evans chạy đến sân nhà tù, cảnh tượng lúc này vô cùng hỗn loạn, đám người của băng đảng điên cuồng tấn công bố lua xua. Tyler phía trước cầm súng mở đường, Kate Evans thì xách lưỡi sảnh yểm trợ phía sau. Có điều bọn chúng quá đông, Tyler không thể tránh hết được những đòn tấn công, anh bị một thằng găm con dao vào bụng. Tyler tức giận rút dao đâm liên tục vào mạn sườn tiễn hắn về bên kia thế giới. Nghe tiếng Kate Evans kêu cứu, Tyler vội vàng bật dậy, tay cầm gậy anh vụt tất cả những kẻ cản đường. Nhưng lúc này quân đội đã dần khống chế được cục diện, Kate Evans bị bắt đi còn bản thân Tyler cũng ăn một vụt giữa đầu ùm cả óc. Rất may Tyler nhanh chóng lấy lại ý thức, anh cướp tấm khiên chắn làm vũ khí dọn dẹp những kẻ ngáng đường. Một quả bom xăng đột nhiên bay tới nổ tung trước mặt khiến cánh tay Tyler bốc cháy, tuy nhiên anh ấy chẳng bận tâm, mà cứ lầm lũi tiến về phía trước đấm vỡ mồm mấy thằng le ve. Sau cùng Tyler nhặt quả tạ tay bước qua lưới sắt, đập một phát hết lực giữa đầu cái thằng đang đánh em vợ. Vừa hay lúc Nick dẫn đội của mình đến ứng cứu, tin đã bị lộ nên bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi trại giam. Tyler bắn quả rocket một giờ phá nát cửa rồi nhấn chân ga lao qua làn khói. Mục tiêu tiên quyết là đưa ba mẹ con Kate Evans đến nơi an toàn. Nick phía sau có nhiệm vụ cản đường những kẻ truy đuổi. Đi được một đoạn họ đã gặp chốt chặn, kẻ địch trang bị vũ khí hạng nặng cấp quân đội. Nick ngay lập tức hạ lệnh chuyển hướng vào rừng. Vậy nhưng du giáp vẫn cho đám thuộc hạ dùng mô tô bám theo giáo giết. Bọn họ hạ được vài tên nhưng như thế là chưa đủ để cắt đuôi kẻ địch. Xe của Tyler đã bị bắn lật nhào, buộc lòng Nick phải quay đầu trợ giúp. Trước hỏa lực áp đảo của đối phương, Tyler bế bé gái bị thương chạy vào một nhà máy gần đó. Nick gọi cho đội 4 chờ chi viện ở cổng sau. Tình trạng của cô bé khá tệ nên IAZ phải ở lại sơ cứu. Tyler xách súng máy lên toa tàu nghênh chiến với chiếc phi cơ. Nép sát tường anh đợi cho đối phương xả hết đạn, rồi sau đó lao ra sấy nó rụng cánh luôn. Tuy nhiên du giáp đã cử thêm lực lượng tới chi viện, Tyler suýt chút nữa thì tan tành xác pháo. Biệt đội tử thần đáp xuống với nhiệm vụ dừng tàu, bọn chúng chia nhau tìm kiếm ở từng khoang. Nick núp sẵn chỉ chờ kẻ địch xuất hiện là nổ súng, tuy nhiên chúng nhờ có giáp chống đạn mà không đáp chiếu luôn. Mặc dù vậy cô vẫn chẳng hề nao núng, rút dao từ cả quần ra 1 cân 2, nén đau khi bị đâm trúng bả vai. Nick với khẩu súng bắn liên tục đẩy văng đối thủ khỏi tàu lăn lông lốc trên mặt tuyết. Đám còn lại dùng thuốc nổ phá cửa xâm nhập vào toa tàu của nhóm Kate Evans. Ai nấy đều sợ hãi nép sát tường nín thở. Cũng may Tyler đã về đến nơi yểm trợ, anh vừa bắn vừa lao đến kẻ địch cận chiến, tránh súng đạn vô tình làm bị thương đám trẻ. Tyler sút thẳng bên trái đạp tên bên phải đồng thời đấm vào mõm đứa trước mặt. Thời gian nhây đã hết, anh ấy cùng IAZ nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch. Sandro không ngó lạnh giống bố, chứng kiến cảnh giết chóc đổ máu cậu sợ sun cả vòi. Nguy hiểm tạm qua, Tyler vội vàng chạy đi xem tình hình của Nick. Đúng lúc đó một chiếc phi cơ xuất hiện bắn xuống cơn mưa đạn. Tyler liền bảo Nick yểm trợ còn bản thân trèo lên nóc tàu, nhặt khẩu súng máy anh sấy cho đối phương người dỗ như cái tổ ong, còn chiếc phi cơ biến thành đống sắt vụn. Tyler phát hiện tàu đã chạy tới cuối đường dây, anh cảnh báo Nick nhưng cô ấy bó tay chấm com vì phanh bị hỏng. Cả hai chạy vắt giò lên cổ trở lại toa cuối, Tyler chỉ kịp giúp Sandro bám chắc vào tấm lưới còn bản thân va đập tứ lung tung, con tàu lao khỏi đường dây lộn nhiều vòng bốc cháy dữ dội. Không bắt được mục tiêu, du giáp tức muốn nổ đom đóm mắt, con ngươi đỏ ngầu, hắn ta nhớ lại quá khứ lang bạt cùng em trai, tự hứa với lòng dù là ai gây ra chuyện này cũng phải trả giá. Du giáp trở về trụ sở với tâm trạng buồn bã, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để cùng đồng bọn phân tích tình hình. Chúng nhận định chỉ huy của đối phương thuộc mức A cộng, trên thế giới chỉ có 4 hoặc 5 người. Du giáp dùng khả năng loại trừ khoanh vùng đối tượng. Nhóm của Tyler may mắn đều sống sót, họ dìu dắt nhau nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sandro biết chuyện David đã chết thì vô cùng giận dữ, bởi dù có ác thế nào thì đó cũng là cha đẻ cậu ấy. Lên máy bay, Sandro lén lấy điện thoại gọi cho du giáp, cậu hỏi ông bác có phải bố định giết mẹ không. Tất nhiên du giáp phủ nhận điều đó, hắn thuyết phục Sandro cho mình biết vị trí sắp hạ cánh.
Nắm được thông tin, hắn liền tập hợp đội tinh nhuệ nhất của mình lên đường báo thù. Do còn nhỏ hay bị bố đánh đập, yêu cầu phải bảo vệ em trai đến giọt máu cuối cùng. Du Giáp đã ám ảnh về điều đó và coi nó là lời dạy không được phép quên. Bởi vậy giờ đây người chú có lên tiếng can ngăn Du Giáp vẫn đội mũ phớt, bằng mọi giá phải bắt kẻ giết em trai đền mạng. Sandro lúc này đang bị giằng xé trong tư tưởng, cậu vẫn nghĩ rằng bố nhốt ba mẹ con vào tù là muốn bảo vệ gia đình khỏi kẻ thù. Tyler chủ động nói chuyện để giúp Sandro thông não, nhưng tiếc rằng mọi chuyện đã là quá muộn rồi. Một chiếc máy bay chiến đấu đang tiến đến, Tyler vội vàng báo cho mọi người rời khỏi tòa nhà. Tuy nhiên người của Du Giáp đã bao vây từ phía, hắn thậm chí còn chẳng có chút lòng thương với đám trẻ, lệnh cho thuộc hạ tiêu diệt tất cả. Chiếc máy bay bắn xối xả phá nát căn phòng, cũng may nhóm của Tyler đã kịp trốn sau một chiếc bàn thoát chết. Qua camera anh biết rằng kẻ địch đã đổ bộ xuống tầng thượng, thằng nào thằng nấy vác phóng lựu vào vị trí sẵn sàng, vậy nên Tyler kêu mọi người di chuyển bằng thang máy xuống tầng hầm để xe. Sandro vẫn cố chấp muốn gặp ông bác hỏi rõ sự tình, Iaz thấy vậy buộc lòng phải chạy theo ngăn cản. Bên ngoài tòa nhà giao tranh đã bắt đầu nổ ra, đám người của Du Giáp chặn khắp các ngả đường, tấn công bất kỳ chiếc xe cảnh sát nào xuất hiện trước tầm mắt. Nhóm của Tyler đã bị kẻ địch chia tách thành hai hướng, bọn chúng đặt bom phá nát đầu xe khiến anh không thể di chuyển. Iaz thì đụng độ với Du Giáp tại ngã ba, Nick phi xe đến ứng cứu ngay lập tức ăn quả phóng lựu lộn tùng phèo. Sandro chạy đến chỗ ông bác thanh minh mẹ mình vô tội, tuy nhiên Du Giáp chẳng thèm để tâm yêu cầu cậu bé vào xe, còn bản thân cùng thuộc hạ truy sát hai chị em Nick. Iaz rút chốt lựu đạn ném tan xác một tên gần đó, cả hai vừa bắn vừa rút vào bên trong cố thủ. Tại hầm để xe Tyler núp lùm bất ngờ xả đạn vào kẻ địch, có điều bọn này mặc áo chống đạn nên chẳng ăn thua. Ngay lập tức Tyler giáp lá cà để tận dụng sở trường cận chiến. Sau vài chiêu thức anh đã thành công rút chốt lựu đạn của đối phương khiến hắn nổ banh xác. Tyler lên xe rời đi, nhưng vừa ra khỏi tầng hầm đã bị người của Du Giáp dùng súng phóng lựu chặn đường. Nhờ có máy bay chiến đấu của cảnh sát liên bang xuất hiện nên anh mới tạm thời được giải vây. Tuy nhiên Du Giáp đã bắn hạ chiếc phi cơ ngay sau đó, buộc Tyler phải hạ lệnh cho mọi người chạy sâu vào tòa nhà mở đường lên sân thượng. Dù trong tình thế vô cùng nguy hiểm, anh vẫn dành thời gian ít ỏi trấn an cô bé Nina, đồng thời hứa với Kate Evans sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ con họ. Chị em Nick lúc này đã có mặt ở tầng thượng, họ phối hợp vô cùng ăn ý và đã hạ được vài tên. Nhưng phía bên dưới Tyler bị hỏa lực của kẻ địch áp đảo nên phải gọi chi viện. Nick liền bảo em trai nhanh chóng lên đường, còn bản thân sẽ một mình cân đám còn lại. Lợi dụng sự nhanh nhẹn, Nick vòng ra sau đâm trúng chân một thằng to con vạm vỡ. Tuy nhiên như thế không ăn thua vì hắn quá trâu bò, vẫn còn dư sức để quật ngã cô ấy. Iaz thì bị kẻ địch đánh chặn tại cầu thang, anh hạ được một tên nhưng sau đó gặp ngay con đàn bà gái trong, thế là bị ả ta đấm cho không trượt phát nào. Nhặt được khẩu súng, Iaz thành công bắn hạ đối phương. Tình hình của Nick cũng rất tình hình, thằng to con lao vào cô đẩy khỏi tầng thượng, va chạm quá mạnh đã khiến cô ấy bất tỉnh. Tyler nhìn thấy vội vàng xử những kẻ ngáng đường, sau đó anh lao ra ngoài bắn vỡ tấm kính, kịp thời túm được Nick lơ lửng giữa không trung. Còn đang loay hoay tìm đường thoát thì Du Giáp xuất hiện bắn một viên đạn vào tay Tyler, may mà Nick kịp thời tỉnh dậy nổ súng khiến hắn rơi xuống dưới. Tyler vận hết sức ném Nick vào trong yêu cầu cô đi đón gia đình Nina. Kate Evans bị thằng mập truy sát ôm con vào lòng chạy qua làn đạn, lúc sắp bị chiếc diều bổ xuống thì Nick đến nơi nổ súng tấn công. Cô vừa trượt trên mặt đất vừa thay đạn, vòng ra trước mặt cho kẻ địch một phát giữa đầu chết ngoắc. Iaz dù bị thương nhưng vẫn giữ được tính mạng hội ngộ với chị gái, giờ chỉ còn Tyler vẫn đang vật lộn với thằng trùm cuối bên ngoài mái hiên. Cả hai quần nhau khiến mặt kính dần nứt vỡ, Du Giáp rơi xuống dưới tạo cơ hội cho Tyler di chuyển lên trên. Cả nhóm tới được trực thăng nhưng Iaz bất ngờ bị bắn nhiều phát từ phía sau. Vết thương rất nặng, anh ấy dần mất đi ý thức. Tyler nén lòng vuốt mắt cho người em thân thiết, còn Nick thì gào thét trong sự đau đớn đến tột cùng. Nhiệm vụ lần này đã có quá nhiều thương vong. Du Giáp thêm lần nữa để vụt mất mục tiêu, hắn trở lại xe với vẻ mặt lầm lì, dù ai hỏi gì cũng méo trả lời luôn. Nhóm của Tyler tạm thời tới căn nhà gỗ dưỡng thương, lau đôi bàn tay lạnh ngắt của em trai Nick không thể ngừng rơi nước mắt. Nửa đêm Mia tới đoàn tụ với em gái sau nhiều năm thất lạc. Cùng lúc đó, tại trụ sở của Du Giáp, do vừa mất 10 lính tinh nhuệ trong đợt tấn công nên người chú khuyên hắn nên dừng lại. Tuy nhiên lúc này lòng hận thù đã ngập tràn trong tâm trí, khi đang phẫn nộ Du Giáp đã bắn chết người cưu mang mình từ nhỏ. Sandro chứng kiến cảnh ấy thì mặt cắt không còn giọt máu. Du Giáp gọi điện tới cho Tyler khi anh đang hàn huyên với vợ cũ, hắn muốn gặp Tyler kết thúc mọi ân oán, để giải cứu Sandro anh ấy đã nhận lời. Vừa tắt điện thoại, Tyler ngay lập tức thu dọn đồ nghề ra xe, Nick chạy tới ngăn cản nhưng bị anh ấy cho ăn bơ. Sau khi nhờ cô đưa gia đình Nina tới nơi an toàn, Tyler nhấn chân ga lao đi trong đêm tối. Anh ấy dừng xe gần nhà thờ và thận trọng dò xét bên trong. Viên đạn đầu tiên rời lòng khiến thằng canh trên máy bay màu. Sau đó Tyler di chuyển phá toàn bộ phương tiện không cho thằng nào có cơ hội thoát. Tiến sát vào trong, anh đụng độ thằng đầu màu gà. Tuy hạ được hắn nhưng cũng ăn một viên đạn vào mạn sườn.
Tyler loạng choạng bước vào nhà thờ, máu từ vết thương chảy mỗi lúc một nhiều. Du Giáp ngồi chờ sẵn bên cạnh đứa cháu đang đứng đeo bom. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến thứ gọi là gia đình máu mủ, chỉ vì ám ảnh bởi câu nói của bố lúc còn nhỏ mới một mực bảo vệ em trai. Tay có súng nhưng Tyler không dám bóp cò bởi Du Giáp đang cầm điều khiển kích hoạt bom. Du Giáp yêu cầu Sandro tiến tới lấy súng của Tyler rồi chĩa vào đầu anh ấy. Đôi bàn tay run run cậu không dám bóp cò mà hạ xuống. Đúng lúc Du Giáp định bắn Tyler thì Nick xông vào. Cô rất thổi bay đầu thằng một lần này báo thù cho em trai. Tyler phải hết lời trấn tĩnh cô ấy mới chịu hạ súng xuống. Tyler ra hiệu cho Sandro, cậu bé hiểu ý ngay lập tức giật bảng điều khiển bỏ chạy. Nick nhân cơ hội nổ súng nhưng bản thân cũng hứng chịu nhiều phát đạn. Tyler lao đến cứ nhắm thẳng mõm đối phương mà táng, nhưng anh đang bị thương nặng nên lực đấm yếu đi rõ rệt. Du Giáp lấy lưỡi cưa làm vũ khí phản công, Tyler nghiến răng chịu đau dùng tay không bắt lưỡi, rồi sau đó anh chụp cái tô vít đâm liên tục vào người đối phương. Nhưng như vậy vẫn chưa thể khiến Du Giáp gục ngã, hắn cầm cái thùng gỗ đựng đinh đập hết lực vào mặt Tyler khiến anh chàng choáng váng. Sandro tranh thủ thời gian đó tháo bom khỏi người, cậu mang bảng điều khiển đến cho Nick và liên tục nói lời xin lỗi, tình trạng của cô ấy có vẻ rất tồi tệ. Phía bên kia Du Giáp vẫn cố lê người tới gần khẩu súng, Tyler bám theo dùng dao đâm tới tấp, cuối cùng anh cũng thành công găm nó giữa ngực đối phương. Hắn đang định mở mồm chăn chối thì bị Tyler bắn cho vỡ sọ, cuộc chiến đã chính thức kết thúc tại đây. Cố chút sức lực cuối cùng Tyler đến bên cạnh Nick đỡ cô ấy dậy, cảnh sát đến nơi cả hai đều phải vào tù, nhưng điều may mắn là Nick vẫn còn sống. Mia vào thăm chồng cũ và kể cho anh nghe khoảnh khắc cuối đời của con trai, cậu bé không nghĩ bị bố bỏ rơi mà cho rằng bố đang bận đi cứu người. Anh da đen sau đó đã mang Tyler và Nick ra khỏi tù, hứa sẽ trả tự do cho cả hai nếu chịu giúp mình một phi vụ khác, vậy là khán giả hứa hẹn sẽ có phần 3 xem. Còn hôm nay thì đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha.